Tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự đã thông tin kết quả Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9, gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết Cổ truyền Quý Mão 2023, đồng thời mong muốn Hệ thống Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục phối hợp cùng với giáo hội thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào đã đề ra. Đáp lời, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm vừa qua và tin tưởng các cấp giáo hội sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong các mặt Phật sự. Tại Ban Dân vận Trung ương, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chân thành cảm ơn lời chúc của Chư Tôn Giáo phẩm, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội 9 Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tôn Đức được bổ nhiệm, tấn phong, mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. Tại Ban Tôn giáo Chính phủ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tạo điều kiện để các hoạt động Phật sự diễn ra thuận lợi và cho biết các cấp giáo hội đang nỗ lực chăm lo cho bà con khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Dịp này, đoàn cũng đến thăm và chúc Tết quý lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.